Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin nói về một số vấn đề mình khi chúng ta muốn nâng cấp cái máy và muốn cải thiện cái hiệu năng của cái máy khi chúng ta sử dụng. Thì qua thời gian sử dụng, bước đầu thì chúng ta thấy khi mua máy về và chúng ta cài một số chương trình vô xài rất là trơn tru, và qua thời gian thì nó sẽ thấy cái máy của mình nó chạy chậm. Thì qua kinh nghiệm của mình thì mình thấy như thế này. Thì trước tiên mình nói về cái phần mềm. Thì cái phần mềm thì chúng ta thấy được là toàn, ví dụ vì đầu là chúng ta sử dụng GDB, rồi lên Win 7, đến Win 8, rồi Win 10, càng ngày nó càng cập nhật các ứng dụng. Thì chúng ta thấy là phần cứng của mình không mà nâng cấp lên theo phần mềm thì chúng ta cũng không được gọi là hay cho mấy. Thì để một cái máy mà chạy trơn tru thì trước nhất chúng ta nên theo mình ấy, thì nên nâng cấp phần cứng trước khi mà chúng ta nâng cấp cái phần mềm, hoặc là tìm một số cách rồi tạo mấy cái chương trình rồi tăng tốc rồi nói thật mấy cái chương trình mà tăng tốc theo theo ý kiến của mình nha, tăng tốc hoặc là tiết kiệm RAM hoặc là dọn sạch ổ đĩa, thì cái đấy thì cũng có một phần nhưng mà rất là nhỏ. Thì mình cũng qua sử dụng thì trước tiên thì mình hãy nâng cấp cái phần cứng trước đấy, là muốn máy nó chạy nhanh thì mình cứ nâng cấp cái phần cứng thôi thì cho nó chạy ok. Và mình nhắm chừng á, cái máy của mình á, nó chạy được cái hệ điều hành như thế nào, hoặc là nó chạy được mấy cái chương trình nào, mình không nên ép nó chạy gọi là quá cái công suất của nó. Thì mình thấy nó chạy chậm chậm thì mình cứ từ từ mà làm. Mình máy yếu mà mình cứ muốn nó chạy nhanh là mình không không thấy nó được khả quan cho máy. Máy yếu chắc chắn nó phải chạy chậm, tại vì bây giờ là phần mềm rồi mấy cái chương trình nó đều có nâng cấp hết trơn, nó cần một cái phần cứng tương thích với nó. Đó là nhà sản xuất đưa ra thì chúng ta thấy. Thế là cái kinh nghiệm của mình đã trải qua. Thì trước tiên khi mà những bạn mà muốn máy nó chạy nhanh ấy, thì nghĩ đến là nâng cấp phần cứng trước. Còn mấy cái phần mềm mà lung tung beng mà rồi tăng tốc rồi tiết kiệm là toàn là quảng cáo mà không làm được gì hết. Khi mà mình đã cài rồi, khi mà mình cài mấy phần mềm vào đấy, thực chất là nó làm cho máy ta chậm hơn, tại vì nó chạy mấy cái chương trình của mình có sẵn đây mà nó chạy thêm cái chương trình mà tăng tốc tăng tiết gì đấy hoặc là tiết kiệm gì đấy, thì nó càng làm cho máy người ta chạy chậm hơn. Mình theo mình như vậy, mình nghĩ như vậy, tại vì nó vừa chạy cái chương trình của mình, ví dụ mình xài cái chương trình này đấy rồi nó lại chạy thêm một cái chương trình khác thì chắc chắn nó phải chạy chậm hơn. Mình thấy là mình nâng cấp phần cứng nên là ok nhất. Rồi còn dẹp rác, dẹp 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 mà mấy cái thư rác hoặc là dẹp ổ cứng thì chúng ta cái điều đấy là điều tất nhiên rồi, tất yếu rồi, tại vì mình xài mà ví dụ mình trong nhà mình có rác thì nó phải chật cái nhà thôi, cái nhà nó phải nóng lên rồi nó quậy quạng này kia đấy. Mình muốn làm clip này á, thì chia sẻ với các bạn là nếu mà các bạn muốn mình máy mình mà chạy nhanh á thì các bạn nên nâng cấp cái phần cứng. Nâng cấp phần cứng là mình nâng cấp cái gì đây? Thì trước tiên là cái đây mình có ba cái mình muốn nói. Thứ nhất đó là con CPU, thứ hai là RAM, thứ ba là cả màn hình, và thứ tư là tới cái ổ cứng của mình. Còn cái nguồn ấy, các bạn nên xài cái nguồn tốt. Nếu các bạn muốn đầu tư thì đầu tư một cái một ok đó, ba bốn cái đó thôi. Cứ tìm đâu xa các bạn cứ nâng cấp từ từ lên. Ví dụ bây giờ mình không có tiền, mình đổi cái con RAM hoặc là mình nâng cấp cái ổ cứng
HD thành SSD. Bảo đảm các bạn, nếu mà các bạn nâng cấp ổ cứng lên SSD là các bạn thấy được cái hiệu suất của máy mình chạy rất là ok. Đó. Còn các bạn đừng có đi tìm mấy cái chương trình hoặc là muốn rồi ép sung hoặc là tăng này tăng kia hoặc giảm này giảm kia nữa. Cái đấy là có nhưng một phần ít thôi, nhiều khi nó làm cho cái máy mình chạy chậm hơn đấy. Rồi một số kinh nghiệm thôi nhé, đấy là phần kinh nghiệm của mình. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong clip